Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã quay trở lại một tựa game khá là huyền thoại. Tựa game này mang tên là Minecraft. Và nếu các bạn muốn mình làm thêm những clip Minecraft tiếp theo, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Hôm nay mình chơi Minecraft bởi vì là mình nghe mọi người nói ấy, là Minecraft 1.20 là phiên bản Minecraft hay nhất từ trước tới nay. Đấy, cho nên là mình muốn chơi cũng như là trải nghiệm xem thế nào. Nhưng mà mình không có hứa với mọi người là hôm nào mình cũng làm Minecraft cho các bạn xem đâu. Và mình cũng chả có câu like, câu view gì hết. Nếu mọi người thích thì mọi người bấm like. Khi nào mình cảm thấy hứng thú thì mình sẽ làm tập 2 cho mọi người xem nha. Nên là mình cũng hy vọng một chút thôi là mọi người ủng hộ mình mạnh mẽ để mình có động lực mình làm. Còn nếu mọi người không ủng hộ thì cũng không sao ha. Thì mình thấy là nhiều bạn cứ hướng dẫn mình cách để làm YouTube là phải làm thế này, phải làm thế kia thì mới có được nhiều người xem, nhiều view. Nhưng mà thực ra thì mình nói thật đấy, nếu các bạn muốn có nhiều view hay nhiều người xem thì các bạn hãy làm đi. Bởi vì là mình làm YouTube cho nó vui thôi các bạn ơi. Nhiều nhiều bạn mình thấy là có vẻ như là khá là đặt nặng cái vấn đề là phải được nhiều người xem và nhiều view ấy. Thì trước giờ mình làm chứ để cho vui thôi. Nên là nếu như các bạn thích cái gì thì các bạn làm. Các bạn đừng bắt mình phải làm theo ý các bạn. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ vào Minecraft 1.20 nhá. Với cả là mình hơi lạc đường chút xíu, cho nên là mình đã quyết định là cài một cái mod vào, đó là cái mod minimap. Với cả là mình tính cài thêm cả cái mod chest and nắp item nữa. Tuy nhiên đấy là nó lại không ăn các bạn ạ. Nên là tạm thời thì mình chỉ cài cái minimap thôi. Còn nếu như tập sau mà mình bí chế độ quá thì mình sẽ cài thêm cái mod not and nắp item à. Rồi bây giờ thì không làm mất thời gian lại người nữa, chúng ta cũng bắt đầu vào game. Let's go. Ủa, ở cái mục tạo thế giới mới giờ nhìn nó khác quá các bạn. Chúng ta sẽ đặt tên thế giới là Vũ Lita. Bởi vì lâu quá mình không chơi cho nên là mình cũng sẽ chơi chế độ khó là dễ rồi nhá. Và mình đang suy nghĩ là chắc là không gian lận đâu ha. Rồi uống cả hạt giống ở đây. À rồi chắc là chúng ta chọn thế giới mặc định nữa ha. Bởi vì là mình thấy như thế là ok. Bật cái dương thưởng lên. Hợp lý. Luật chơi thử nghiệm gói dữ liệu. Mấy cái này thì mình không biết nha. Cho nên là mình sẽ vào luôn. Vào ha. Yo, hiện tại là chúng ta đang có mặt ở trong game nha mọi người. Mình cài thêm tí shader và không biết các bạn thấy có đẹp hay không. Đấy, cài tí shader với cả đi xuất pack vào nhìn cho nó hoành tá tràng các bạn ạ. Một tí nước hình như là mới vào là trời nó chiều hay sao ấy. Mình thấy là cài đi xuất pack vào thì nó sẽ hơi bị tối. Nhưng mà thôi kệ đi ha. Mới vào thì mình có rất là nhiều mấy cái này. Nó úp xuống, lấy hết. Ủa, từ từ nhìn cái mini à. Đây, có minimap đây các bạn. Đó, để cho đẹp ha. Thì ở cái kênh này của mình nó đang bị một cái gậy vĩnh viễn cho nên là mình cũng không làm video clip mỗi ngày cho các bạn xem đâu. Nếu các bạn muốn xem video clip mỗi ngày thì các bạn thể ghé qua bên kênh Vũ Lít 2016 nhé. Còn nếu như là các bạn mà muốn xem clip mỗi ngày thì các bạn có thể ghé qua bên kênh Vũ Lít Food được. Kênh đấy thì chuyên làm về ẩm thực, còn kênh Vũ Lít 2016 thì chuyên làm content cổ. Mình cũng tính làm cái video này ở bên cái kênh Vũ Lít 2016 cơ. Nhưng mà cái này thì nó lại là bên chuyên ngành 2023 rồi. Nên là tạm thời thì mình cứ làm bên đây. Đấy các bạn thấy cái resource pack mình mới kiếm được đẹp không? Đấy kiểu cát ra cát bùn ra bùn này. Nhưng mà chắc là mình sẽ đi kiếm một ít này đi. Các bạn biết cái game này thì đầu tiên vào chúng ta làm gì không? Đó chính là chúng ta lấy gỗ bẩn bựa. Ok, lấy tí gỗ ha. Đấy thì mình thấy là nhiều bạn ủng hộ mình làm Minecraft ấy. Thì mình cũng chỉ mong thôi. Đừng các bạn đừng có gọi mình là cái gì huyền thoại hay là legend comeback. Mình biết là có nhiều bạn sẽ không xem clip. Rồi tí các bạn ấy sẽ comment là cái gì Legend comeback, cái huyền thoại comeback gì ấy. Nhưng mà chỉ thế thôi. Rồi sau đó là họ đi. Chứ họ đâu có biết là ủng hộ cho mình một like một view đâu. Nên là tớ mong là những bạn nào thực sự yêu quý mình thì hãy bấm like để ủng hộ cho mình ha. Và cũng như là chia sẻ để mình có động lực mình làm. Đó thì ở đây nó có cái minimap cho nên là hơi dễ để mình có thể nhìn một chút xíu ấy. Đó. Thì đây chúng ta có thể nhìn bao quát hơn một chút xíu. Thì không biết là đây có gọi là tính là chơi mod không. Chắc là không đâu ha. Mình muốn cài thêm cái nó để nước bay tầm ấy. Bởi vì là lâu quá rồi mình chưa có chơi một cái series Minecraft nào hoàn chỉnh á. Và mình cũng không có hứa là mình sẽ làm bất cứ một cái gì nó hoàn chỉnh đâu nha. Nhiều bạn này cứ kêu là anh ơi sao anh chơi anh lại bỏ dở thế. Từ từ. Mình có dìu mà, tại sao mình lại dùng tay không mình chặt. Nhưng mà mình có cảm giác là cái dìu gỗ này chặt nó chả khác gì so với lại cái dìu kia đấy các bạn. Dìu gỗ này chặt nó chả khác gì mấy so với lại cái tay không. Rồi còn một cái cục trên đây. Nhưng mà thôi, chặt hết cái cây đi. Nha. Chặt hết cái cây đi cho nó xịn sò con bò các bạn ơi. Có 3-4 hôm mình làm một clip về Minecraft bên đây.
Nhất đấy là mình chơi Minecraft nó rất là dễ bị chóng mặt các bạn ạ. Thực sự là siêu chóng mặt luôn. Nên là mình cũng chơi nó ít ít thôi. Tự nhiên mình thấy hứng ấy chứ, cho nên mình chơi ấy chứ. Bên kia như là rừng này, ở đây có mấy con ngựa này, chúng ta có thể thuần phục mấy con ngựa nha. Nhưng mà hình như là chúng ta phải có đồ ăn để cho nó đấy. Đây mình có thể đứng lên này. Nếu mà nó có trái tim thì nghĩa là nó yêu mình. Và mình phải cho nó ăn cái gì và cho nó hoa thôi các bạn. Cho nó hoa xong rồi cho nó đồ. Mình chả nhớ nó cho cà rốt thì nó sẽ thuần phục rồi các bạn. Bạn đâu nhớ là thuần phục con ngựa thì chúng ta cần những cái gì không? Hình như là cho cà rốt nhưng mà phải có một cái yên. Phải có một cái yên cưỡi thì nó mới chịu theo. Thôi mình sẽ không mất thời gian với con này. Bởi vì một tí nữa mà tối á, không có đồ gì để mà phòng thân thì cũng vỡ alo các bạn ạ. Đấy, may quá, chúng ta có kiều. Kiều trong game này thì chúng ta có thể sử dụng để làm giường để tối đi ngủ nhá mọi người. Tính ra là luôn luôn là có một cái sự khởi đầu may mắn với Vũ. Nhưng mà chả bao giờ Vũ chịu chơi hết series hết. Cho nên là mình hy vọng là người ủng hộ mạnh để mình làm full series nhá. Mình thấy cũng khá là nhiều bạn kêu là anh ơi, sao anh không làm Minecraft tiếp vậy? Các bạn ơi ủng hộ đi, để Vũ làm. Hãy biến nó trở thành một cái giai thoại. Hãy có một cái series sinh tồn. Nó được kết thúc một cách hoàn hảo. Nhờ cái sự ủng hộ của mọi người. Ủa, nước này đẹp tuyệt vời mặt trời luôn. Đang trưa. À, vậy là chúng ta bắt đầu bằng hoàng hôn chứ không phải là... À, bình minh chứ nhầm. Chúng ta bắt đầu game với cảnh bình minh chứ không phải là hoàng hôn các bạn ạ. Khu này thì thường nó sẽ có rất là nhiều bò cũng như là kiều và ngựa. Bên kia là rừng. Rừng có bò á? Éo thế nhở? Để mình thử đi vào xem nào. What? Rừng mà lại có bò hả? À, nếu mà chúng ta đặn dưới nước thì chúng ta bơi nhanh hơn nhé. Ủa, đẹp không? Bạn thấy đẹp không? Đẹp quá trời đẹp luôn. Đẹp nằm rồi nào. Ủa, kiểu mình bị bơi theo ảo ảo luôn đấy các bạn. Ấn bơi được ở dưới nước đấy nha các bạn. Nếu các bạn ấn shift sau các bạn bơi thì nó sẽ nhanh hơn ở dưới nước. Ở đây có lợn đấy, bò này. Mình nghĩ là mình nên gọi là sát sinh một chút xíu hé. Bởi vì là mình sẽ không sinh tồn ở đây á. Quên mất cái bản này là chúng ta phải đánh thật chậm thôi nhé mọi người. Bởi vì là bạn... Ồ, mình nghe tiếng gì đó. Bản này nó có tốc độ đánh đấy các bạn. Nên là các bạn đánh chậm thôi. Đánh chậm thôi, ráp chậm thôi. Ráp chậm thôi hả? Mình cần đồ ăn. Nên là mình xin phép là mình sẽ tàn sát nhiều chút xíu. Ấy, bản này có phải con vẹt à? Hình như là bản con vẹt nó có từ lâu rồi. Bản này cũng có thêm mấy con móc mới nhưng mà mình không biết là một con gì á. Không sao, có thêm dưa hấu này. Chắc là mình phải đi kiếm kiều ấy các bạn. Mà trong rừng này thì tỷ lệ có kiều chắc nó cũng thấp. Thực ra thì trong rừng này tỷ lệ có bò cũng như là có heo nó cũng thấp lắm. Nhưng mà may mắn là mình lại tìm thấy bò với heo ở đây. Cho nên là... Ồ, đi tiếp bên đây đi. Bên đây nó có một cái khu mới này. Thực ra thì mới với mình thôi. Còn nó không có mới với mọi người đâu. Đấy. Nếu mà đi như này mốt là mình có đi lạc thì mình còn tìm được cái đường về á. Mình là gọi là linh hồn của Zoro. Mặc dù là fan của Sanji nhưng mà lúc nào thì cũng Zoro trong người hết đấy. Có máu của Zoro trong người đấy các bạn. Ôi, con đỏ đỏ kìa. Đỏ đỏ kia là quái đúng không? Đó. Mình hy vọng là mình sẽ hoàn thành được cái series này. Nếu mà mình hoàn thành series này thì mình sẽ cố gắng lên dự án cho nhiều series khác. Quan trọng là cái sự gọi là mê game Minecraft của mình nó còn hay không thôi. Mình tại vì hôm nay mình hứng lên mình chơi đấy. Chứ không phải là... Ủa, gà sinh tồn. Sinh ra là một con gà nên tôi không thể bay. Khác với những chú gà khác tôi được thay cánh bằng tay. Anh em nhớ bài đấy không? Nếu ai mà kiểu nhớ nghe mà thấy nó hoài niệm thì anh em bật lại xem ha. Bật lại bài đấy nghe. Mình sẽ làm một cái bàn chế tạo. Các bạn còn nhớ cái mình có một cái mục đích gì à, một cái gì với cái đống bàn chế tạo. Ui, đẹp. Nó có cái búa thô ở trên thế này. Cái này là resource pack hay sao ấy chứ không phải là cái bản này nó thế đâu các bạn. Làm mấy kiếm đi các bạn. Làm mấy kiếm chém cho nó mượt. Có kiều đây là mình không lo về lương thực cũng như là về vấn đề tối nay ngủ ở đâu. Các bạn muốn mình chơi theo kiểu là an cư lạc nghiệp hay là muốn mình chơi theo kiểu phiêu lưu rồi đánh rồng? Thực ra thì chơi Minecraft nó sẽ có hai hướng á. Một là chúng ta sẽ kiểu an cư lạc nghiệp, chọn một chỗ để gọi là xây dựng các thứ. Nhưng mà các bạn biết thừa là mình xây xấu rồi. Còn một cách nữa là chúng ta sẽ đi từ từ chế tạo một cái giường đã anh em, để tối có gì đi ngủ. Đó. Và có thêm một cách nữa là chúng ta có thể đi phiêu lưu, tìm hiểu thêm mọi thứ rồi chúng ta sẽ xây nhà sau.
mình bắt đầu bị đói rồi. Thế là mình sẽ đào hơi sâu xuống đất tí. Đấy, chúng ta lấy không tay không ra đào đúng không? Đó. Thực ra thì mình cũng tự bản thân mình biết đấy là mình không có có pro bây giờ ấy. Cái phong cách xem của các bạn nhỏ bây giờ ấy là các bạn ấy thích xem Minecraft theo cái kiểu là 100 ngày hay là diễn một tí kiểu thế. Nhưng mà mình xin lỗi các bạn là cái khái niệm của mình nó không có 100 ngày hay là không có kiểu diễn, không phải là dân cầu diễn chuyên nghiệp, nên là mình cứ làm theo kiểu classic như này thôi. Có thể là mình làm nó nhạt nhưng mà cũng sẽ có nhiều người thích kiểu nhạt như này mà, đúng không cả nhà? Đâu phải ai cũng thích theo kiểu cầu diễn hay là đâu phải ai cũng thích theo kiểu 100 ngày đâu. Thì thôi, mọi người không thích thế vậy thì mình phục vụ cho mọi người kiểu khác, không sao đâu. Mình lấy một ít đá, một ít than ha, để có gì tí nữa mình sẽ đấy. Bố cũng cần chuồng bò để kiểu làm qua ngày qua tháng anh em. Ok, khá là nhiều than, chẳng có lý do gì mà mình không lấy than đây hết. Thế các bạn như mình chưa bao giờ diễn giỏi ấy, mình là một người nó hay thẳng căng thẳng tuột ta luôn, và có gì nói đấy, nên là mình diễn không được các bạn ạ. Thực ra thì làm mấy kiểu đấy thì có thể gọi là được các bạn nhỏ ủng hộ hơn, được mọi người yêu quý hơn nhiều, nhưng mà thôi, mỗi người sẽ có một cái thế mạnh khác nhau mà, đâu phải là mình cũng giống như người ta, người ta cũng giống mình đâu. Cho nên là thường thì quan điểm của Vũ là không bao giờ ép ai làm cái gì hết theo ý của mình, và mình cũng chỉ mong là không ai bắt mình làm theo ý của người ta. Mình có nên làm thêm một cái đúng không ta? Kiểu cũng chiều rồi đấy. Ui, con bò đi kìa, nhìn nó cũng không chân thực lắm, nhưng mà theo bản thân của mình thấy cái resort pack này là rất đẹp. Nếu là bản thân của mình sẽ chấm cho nó khá là cao. Ui, cảm giác là cũng tối, hay là mình an cư lạc nghiệp đây luôn nhỉ? Chỗ này có vẻ hợp lý á. Xây nhà ở đây cũng được. Trưa tối mình chỉ có thể ngủ khi mà trời tối hoặc là mưa bão. Và mình thấy ở khu này có rất là nhiều mấy con móc nhá. Có chỉ cần hai con bò thôi là chúng ta có thể làm một trang trại bò. Chỉ cần hai con lợn thôi là chúng ta có thể làm một cái trang trại lợn rồi. Và mình cần ăn cái gì đã anh em ạ. Đấy. Nhưng mà bù lại một cái ấy, là chơi bình thường ấy thì nó sẽ không có nhiều thứ hay bằng chơi móc đâu. Đảm bảo luôn. Ui, nhưng mà sao cảm giác cái đuốc nó không có cháy nhiều nhỉ? Cái đuốc là chắc là trời đêm thì nó bắt đầu nó cháy to ấy các bạn. Tầm này thấy nó, ui, cái lò này nhìn nó cháy hay quá. Này, các bạn thấy bên trong nó còn có cái kiểu lửa lên này. Nhìn hay phết đấy chứ đùa. Mình không biết cái này là ở bên resort pack hay là ở bên ấy. Nhưng mà tớ đi ngủ một cái đã. Tớ nghĩ là tớ không nên gọi là quá phụ thuộc vào ban đêm ấy anh em. Kiểu đêm mà không đi ngủ sớm là vỡ alo có ngày. Đấy, cho nên là tớ sẽ đùa. What? Cái hang tớ vừa đào xuống đâu ấy nhở? Tớ đang muốn đi tìm lại cái hang tớ vừa đào xuống. Đấy, tớ lại tiếp tục đây, coi như là đây một cái khu để mình khai thác đi ha. Nghe cũng hợp lý ấy chứ. Giờ mình đã có một cái cúp đá rồi. Khu này gọi là khu khai thác. Đây là các bạn thấy cái resort pack không? Nó lồi mấy cái cục than đây này. Nhìn khá là đẹp. Với mình, hay là mình xây nhà dưới đất nhỉ các bạn? Kiểu hình như là mình xây nhà dưới đất nhiều lần rồi đấy. Nhưng mà mình muốn đi từ đáy xã hội đi lên. Nói tới có quá đáng hay không ta? Nhưng mà kiểu mình thích ở dưới đất hơn đấy. Ờ, chắc là mình sẽ xây nhà dưới đáy xã hội ha. Hợp lý đấy. Nhà cũng ổn mà. Không tệ đâu, với cả là xây cái này tiện thể thì mình sẽ lấy thêm đá luôn. Mình không biết là đã bao nhiêu series mà mình đi từ xây nhà dưới đất rồi. Nhưng mà đây sẽ lại là thêm một series nữa mình xây nhà dưới đất nha mọi người. Mình thấy nó khá là ổn với mình. Đó. Từ đây đi lên. Hợp lý quá trời. Hình như là series nào mình cũng xây nhà từ dưới đất hay sao á. Mình đi lên từ dưới đáy xã hội mà các bạn. Đó, mình sẽ đun cái đống này ha. Nếu có gì mình cần sửa chữa cái gì thì mình sẽ sửa ở đây. Hợp lý á. Được, tập này mình sẽ có một căn nhà ở dưới đáy của xã hội. Sau đó là mình sẽ vươn lên. Sổi rồi, nghe. Nó cứ phải gọi là chuẩn các bạn ạ. Đó, mình sẽ đào hết mấy cái này đi. Đào tay đi chứ. Đó, mình sẽ đào mấy cái này, sau đó mình sẽ thay bằng cái đá kia cho nó đẹp. Đơn giản. Đó. Đào hết mấy cái này đi ha.
Sau đó là chúng ta sẽ thay bằng cái đá kia. Nhìn hợp lý á. Đó. Rồi giờ chúng ta đào xuống nữa. Căn nhà của chúng ta đâu thể nào nhỏ như này được. Mấy cái tường này thì sao? Thôi cứ để kệ đi đã. Tạm thời chúng ta sẽ đào xuống 1, 2 ô, 3 ô gì đó. Rồi mình chỉ gọi là xây nhà ở dưới này nhá. Còn vườn tược với cả là mấy cái trang trại thì mình vẫn để ở trên nhá mọi người. Vườn tược như là mấy trang trại chúng ta vẫn để ở trên. Ui đói có bánh mì ăn luôn này. Sướng ghê, sướng ghê. Đó. Mấy cái phòng thì từ từ chúng ta sẽ đào ra sau. Xuống thêm một ô nữa chứ nhè. Các bạn nhè. Đó. Rồi giờ có khi mình lại lấp vào. Ua nắng quá, nắng vỡ đầu luôn các bạn ạ. 40 độ và nắng nóng. Chưa bước chân ra được đắt đổ mồ hôi. Rồi. Ui ui. Quên mất. May mình chơi chế độ dễ nên là cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Ủa. Tính ra là chúng ta cũng cần thêm rất là nhiều đá đấy các bạn. Tạm thời hôm nay chúng ta sẽ xây một cái căn nhà nó nhỏ nhỏ thôi. Không cần nó phải to quá. Chỉ cần một túp lều tranh và một trái tim thôi anh em ạ. Hợp lý rồi đấy. Mình chỉ cần đào sâu đây thôi là chúng ta có đồ. Thực ra nhá, nếu như mà mình mà có thêm mấy cái kiểu như là đồ mới ấy, mà mình cài được cái mod nốt đến nước bay tầm ấy, thì mình có thể xài thêm được nhiều thứ. Nhưng mà mình cũng chả biết như nào nữa anh em ạ. Cứ tạm thời cứ đào đây vứt đi đã. Tính tiếp. Đấy, anh em kêu là 1.20 để có nhiều thứ hay ho lắm. Tạm thời thì mình vẫn chưa biết là có những cái gì hay ho. Nhưng mà mình vẫn đang sinh tồn theo đúng cái kiểu 1.7. Một cái kiểu gọi là classic nhất mà mình đã từng sinh tồn. Đấy. Mình biết là sau khi mà mình làm Minecraft thì sẽ có rất là nhiều bạn vào kêu mình chơi cái gì khủng long hay chơi Pixelmon ấy. Thật. Các bạn sẽ khuyên mình chơi những cái series khác để mình drop series này. Và sau khi mà mình drop series xong thì có rất là nhiều bạn kêu mình là vua drop. Rồi, mình bắt top luôn. Mà thôi, tôi thích cái series thì tôi chơi cái series đấy. Khi nào tôi chán thì tính tiếp. Còn tạm thời thì mình nghĩ là mình cứ tập trung làm cho nó xong một cái thôi. Trước giờ mình hay bị dắt lắm các bạn ạ. Mình hay bị người ta dắt từ cái này qua cái khác lắm. Bị dắt nhiều quá cho nên là cũng tinh khôn hơn một chút rồi. Kiểu mình là một người rất là chiều người xem của mình á. Cho nên là các bạn ấy hay kêu mình cái gì mình hay làm ấy. Và khi mà mình làm như thế thì vô tình á thì vô tình thì mình lại thành ra trở thành một người drop series. Rất buồn luôn đấy các bạn. Nên là bây giờ mình phải làm theo ý của mình. Mình thích cái gì là mình làm cái đấy thôi. Nghe người này người kia thì đôi khi là nó cũng đúng, có phần đúng nhưng mà thứ nhất là nó khiến cho bản thân mình bị phụ thuộc quá, bị không có đi theo cái sở thích của bản thân. Và thứ hai là sẽ biến mình trở thành một người drop series đấy. Cho nên là giờ cứ chơi theo ý của mình trước đã. Rồi cảm xúc của mọi người thì để sau. Đấy, tập này cũng xây được căn nhà dưới đây chứ, đùa đâu các friend. Giờ mình sẽ làm thêm một cái mấy cầu thang hợp lý. Làm mấy ui hết đá luôn ạ. À chưa, lấy một ít đá ở đây đi để mình làm cái cầu thang đi lên. Đó. Vẫn nhớ cái công thức ấy chứ, mặc dù mọi người kêu là mình phản bội Minecraft nhưng mình vẫn nhớ mấy công thức trong Minecraft ấy chứ. Anh em thấy không? Nhớ là ghê ấy. Đó. Rồi như đây là đủ rồi. Tiếp tục là đun đi các em. Ủa mà chơi một chút xíu ở chóng mặt rồi các bạn. Éo thật. Mình không sinh ra để chơi game này ấy. Sao ngày xưa sao mình sớm mà ngày xưa mình chơi mình đâu có bị chóng mặt đâu ta. Ơ kìa. Để cái thang còn ngược nữa. Trời ơi. Đó. 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 Đường lên này các bạn. Căn nhà đẹp ấy chứ. Căn nhà này chắc có mình tôi thấy căn nhà này đẹp. Đó. Cũng được. Không tệ. Cũng gọi là có chỗ chui lên chui xuống. Đây. Lấp vào. Được ấy chứ. Thôi phải để một cái lỗ đây nha. Nếu không để cái lỗ đây là không được. Đó. Bình thường thì mình hay xây nhà dưới lòng đất lắm. Cho nên là tầm này thì mấy cái kiểu nhà như này đối với mình thì nó quá đơn giản. Đó, bắt đầu mang đồ xuống thôi. Mình nghĩ là cần phải an cư lạc nghiệp sớm. Quên mất cái này lại đào một cái này. Đó. Giờ chúng ta sẽ vác cái đồ xuống dưới. Cái dìu đâu nhỉ? Dìu như mình để ở trong kia. Thực ra thì sorry mọi người nha.
Mình không có muốn dùng cái đấy để đập đâu, nhưng mà nó tiện tay cho nên mình đập luôn các bạn ạ. Đấy. Chứ thực ra là mình có dìu mà. Mấy tập đầu thì gọi là sinh tồn đây thôi. Để cái giường ở đây ha. Đó. Cái giường thì để ở đây. Hai cái lò thì mình sẽ để chồng lên nhau. Giường thì để... Chết rồi. Để phải hơi sai thôi. Thì mình sẽ để cái lò ở đây đi. Mình sẽ làm thêm một cái giường nữa à? Đủ không? Đủ chứ. Một cái bàn chế tạo mình sẽ để... cái bàn chế tạo mình sẽ để ở gần cái lò à? Mình nghĩ thế. Đó. Rồi mình sẽ làm thêm một cái đựng đồ nữa. Ok. Sau đó là mình sẽ để sát hai cái giường vào nhau thành giường đôi. Sau đó mình sẽ cất hết mấy cái đồ không cần thiết đi. Khá là ok. Đó. Mình cất cái này xong một hồi mình không lấy ra, mình sợ mình mốt mình không lấy ra. Cái này thì hai cái này mình sẽ dùng để đun. Đun đồ ăn trước. Đó. Mỗi cái một nửa này. Đó, ok. Rồi, tạm thời thì tập 1 cứ thế này đã. Mình hy vọng là các bạn thích cái series này để mình có động lực mình làm thêm. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi tận thời điểm bây giờ. Bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye!